Xin kính chào anh em. Đây là một cái nồi áp suất Tefo của hãng Tefo Pháp nha. Nồi này 6 lít nha anh em. Nồi này Pháp xuất Nhật này. Tem thì nó hơi bị rách chút thôi, nhưng mà nồi cũng còn mới lắm. Mới tinh nha, nồi này 6 lít nha anh em. Chắc nặng thì khỏi chê rồi. Nồi của Pháp thì anh em khỏi phải bàn rồi. Tefo. Đây, nồi 6 lít đây. Made in France này. Đấy. Nồi nặng gần 3 kg nha anh em. Rất là nặng. Mở trong cho anh em xem luôn. Đây, còn mới tinh luôn nha, hầu như chưa sử dụng luôn. Hầu như chưa sử dụng luôn. Đây, Made in France nha, nồi Pháp nha anh em. Này có cái sừng, này có cái sừng nè. Nồi còn mới tinh luôn. Như chưa sử dụng luôn nha anh em. Rồi, anh em nào có nhu cầu lấy cái nồi áp suất Tefo Pháp này liên hệ mình nha. Rồi, rất nhẹ nhàng luôn, mình vặn một tay ok luôn. Rồi, xin chào toàn thể anh em.